con đường của ta là dành cho sự thực hành, không phải để dựa dẫm sùng bái hoặc là bản thân không thực hành một cách thực tiễn. Tất cả những tri thức của ta giống như một chiếc bè vậy. Chiếc bè đó có thể dùng để qua sông, nhưng sau khi chúng ta đã dùng chiếc bè qua được sông rồi, thì liệu chúng ta có cần đội nó trên đầu để mang theo chiếc bè đó hay không? Xin cho con được chạm chân kinh lễ Ngài.